bông hiện ra lại này nè, ra mấy bông cam cám nhỏ 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 nè, bắt đầu ra lại thấy nhiều à. Nãy rụng tôi lủi hết mà giờ bắt đầu ra lại rồi nè, thấy có dấu hiệu bung bông lại. Tới ngoài đọt rừng non này nó cũng có bông ra luôn rồi. Cây nào nó cũng vậy hết trơn á, cũng có dấu hiệu ra bông ngoài đọt non hết á. Còn một số cây này nó do nó bị bệnh rồi nó tiếp thu thuốc không nổi hay sao à. Giờ nó vàng lá với nó rụng nhìn anh. Một số cây cũng tự nó vàng vậy nè. Rồi bắt đầu nó rụng lá luôn. Đụng chưa đó tới nó là nó rụng. Rồi.